Làm xăng dứt ở Mỹ thì mất thời gian là bao lâu? Và trong hơn 10 năm kinh nghiệm chuyên về lĩnh vực nha khoa thẩm, bác sĩ Phương đánh giá là bọc răng sứ thẩm mỹ có cái ưu điểm là thời gian thực hiện nhanh hơn so với trồng răng implant và làm răng giả tháo lắp. Và vậy thì cụ thể thì thời gian làm răng sứ thẩm mỹ thì hết bao lâu? Chúng ta cần đến nha khoa bao nhiêu lần để hoàn thành quá trình làm răng sứ này? Và quy trình bọc răng sứ là một cái kỹ thuật sử dụng cái chụp bọc sứ nhằm để mà chụp lên những cái răng bị mất hoặc là những cái răng bị khiếm khuyết. Và thời gian làm răng sứ mất bao lâu thì phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Thường là khách hàng cần tới nha khoa từ 2 đến 3 lần để thực hiện kỹ thuật bọc răng sứ. Và buổi hẹn đầu tiên trong quy trình bọc răng sứ sẽ kéo dài khoảng từ 2 đến 3 tiếng. Và trong buổi hẹn này thì bác sĩ sẽ kiểm tra sức khỏe răng miệng và tư vấn các phương án bọc răng sứ thích hợp cho bạn. Và nếu mà mọi thứ ổn thỏa thì bạn có thể thực hiện kỹ thuật là mài cùi răng và lấy dấu răng ngay trong buổi hẹn đầu tiên này. Và tuy nhiên thì nếu khi thăm khám bác sĩ phát hiện ra những cái vấn đề răng miệng thì sẽ cần thêm 1 đến 2 buổi hẹn nữa để điều trị các vấn đề này. Còn trong trường hợp mà chúng ta làm răng sứ thẩm mỹ thì chúng ta hoàn toàn có thể làm trong buổi hẹn đầu tiên. Và sau khi được mài răng và lấy khuôn răng thì bạn sẽ được gắn răng tạm và hẹn lịch trở lại để gắn mão sứ. Vậy thì việc chế tác răng sứ nhanh hay chậm còn phụ thuộc vào tay nghề và kỹ thuật của kỹ thuật viên và công nghệ chế tác, trang thiết bị phòng labo nha khoa. Thông thường việc chế tác này có thể kéo dài từ 2 đến 3 ngày. Với những phòng lab có thiết bị riêng trường hợp những nha khoa không sở hữu labo riêng thì phải gửi sang nơi khác chế tác thì có thể phải chờ từ 5 đến 7 ngày. Và nha khoa Điều Cường thì việc chế tác răng sứ bằng nhiều công nghệ hiện đại như các phần mềm CAD CAM 3D và lấy dấu hàm bằng công nghệ scan 3D nên mão sứ có độ chính xác cao và thời gian chế tác răng sứ cũng được rút ngắn hơn so với nhiều nha khoa khác. Và thường là ngay trong ngày đầu hoặc ngày thứ hai thì các bạn sẽ có được răng sứ rồi. Và việc gắn răng sứ thì chỉ tốn khoảng thời gian là 1 giờ đồng hồ, và sau đó thì bạn sẽ có lịch tái khám và kiểm tra định kỳ răng miệng, và sau đó thì bạn sẽ được thử răng sứ trong thời gian là 1 đến 2 tuần. Đến khi hoàn toàn hài lòng thì sẽ được bác sĩ gắn chính thức và kiểm tra định kỳ 6 tháng một lần nhé. Và những yếu tố ảnh hưởng tới cái thời gian làm răng sứ thì bọc răng sứ thì thường các bạn sẽ hỏi là mất thời gian bao lâu, nhất là những trường hợp mà làm răng sứ thẩm mỹ. Thì thời gian làm răng sứ nhanh hay chậm phụ thuộc vào những yếu tố dưới đây. Thứ nhất là số lượng răng các bạn cần làm chụp bọc. Số lượng răng cần làm chụp bọc càng nhiều thì thời gian làm chụp bọc càng lâu, và bác sĩ thì sẽ phải mài nhiều răng thật hơn và gắn nhiều cái chụp bọc răng sứ, và kỹ thuật viên thì cũng phải cần chế tác nhiều răng sứ hơn nên thời gian thực hiện kéo dài hơn so là hợp lý. Thứ hai là phụ thuộc vào chuyên môn của bác sĩ. Việc mài cùi răng và gắn chụp bọc sứ sao cho kín khít thì sẽ khiến bác sĩ phải tỉ mẩn và thao tác chậm rãi. Bác sĩ giàu kinh nghiệm thì sẽ quen tay hơn, và nhờ vậy thì việc thực hiện thủ thuật cũng sẽ nhanh chóng hơn, vẫn đảm bảo với sự chính xác. Ngoài ra yếu tố này cũng ảnh hưởng đến vấn đề làm răng sứ trong khoảng bao lâu thì xong, bọc răng sứ thì sẽ dùng được bao lâu. Và yếu tố thứ ba đó là trang thiết bị công nghệ. Với trang thiết bị công nghệ bọc răng sứ, nếu được đầu tư và áp dụng những cái loại cao cấp và tiên tiến thì sẽ rút ngắn cái thời gian bọc răng sứ đáng kể. Và nếu cơ sở nha khoa mà bạn chọn lựa có hệ thống máy móc và trang thiết bị hiện đại thì thời gian thực hiện bọc răng sứ cũng sẽ nhanh hơn. Và quy trình bọc răng sứ tại nha khoa DRG, bọc răng sứ dù nhanh hay chậm thì đều cần thực hiện đầy đủ quy trình. Và thông thường quy trình làm răng sứ thẩm mỹ chuẩn sẽ diễn ra trong thời gian là 3 buổi hẹn. Chúng ta hãy cùng điểm qua các bước bọc răng sứ tại cơ sở DRG nhé. Thứ nhất là chúng ta cần khám và lên phác đồ bọc răng, và sau đó thì khách hàng sẽ được khám tổng quát và chụp phim để xác định cái sức khỏe răng miệng, vị trí và số lượng răng cần được thực hiện. Sau đó thì bác sĩ sẽ lên một cái kế hoạch phác đồ cụ thể phù hợp với răng sứ của bạn. Và nếu khách hàng đang gặp những vấn đề bệnh lý răng miệng đi kèm như là viêm lợi, sâu răng, viêm nha chu thì bác sĩ sẽ tiến hành điều trị những cái kỹ thuật này trước khi bọc răng sứ. Và khi đó thì vấn đề bọc răng sứ thời gian chỉ kéo dài từ 1 đến 2 buổi. Ở buổi hẹn tiếp theo thì bác sĩ sẽ tiến hành lắp chụp bọc răng sứ khi mà đảm bảo đúng cái quy trình và kiểm tra chính xác xem là răng sứ đó có ổn định hay không, và đồng thời giúp quá trình bọc răng sứ được diễn ra một cách suôn sẻ. Và trong suốt quá trình này thì các bạn, nếu mà được thực hiện đúng kỹ thuật thì các bạn sẽ không hề cảm thấy ê buốt hoặc là đau đớn khi mà chúng ta thực hiện cái kỹ thuật làm chụp bọc răng sứ này. Và các loại răng cần bọc răng sứ thì có tình trạng khác nhau thì yêu cầu bác sĩ có tay nghề cao và kinh nghiệm thực chiến nhiều năm để không gây hại cho răng thật. Và đây là yếu tố quyết định vấn đề là bọc răng sứ thì sẽ giữ được bao lâu, bọc răng sứ có gây những cái biến chứng hay không. Và bạn có thể thực hiện cái quá trình mài cùi răng này luôn nếu cái tình trạng răng miệng của bạn được khỏe mạnh, và bác sĩ sẽ tiến hành gây tê và tiến hành quá trình bọc răng sứ cho bạn một cách nhẹ nhàng và không đau. Và cái việc bọc răng sứ bao lâu thì sẽ phụ thuộc vào máy móc, trang thiết bị cũng như là công nghệ áp dụng tại phòng khám trong việc chế tác răng sứ. Sau khoảng thời gian 2 đến 3 ngày thì bác sĩ sẽ hẹn bạn đến cơ sở nha khoa để tiến hành
chụp bọc não xứ. Và nhiều nha khoa có thiết bị tiên tiến thì thời gian này sẽ giảm đi còn khoảng một nửa thôi, thường là sau một ngày. Và ở lần hẹn cuối cùng thì bác sĩ sẽ có thể là kiểm tra và đánh giá lại hai hàm cho bạn để điều chỉnh những cái vị trí khớp, những cái vị trí mà các bạn thấy cảm giác bị kênh cộm, khó chịu. Và sau đó thì các bạn có thể ăn nhai hoàn toàn như bình thường. Và ở những cái lần tái khám thì các bạn thường sẽ dự kiến là sau 1 tháng đầu, 3 tháng đầu và 6 tháng để tái khám lại, kiểm tra cái tình trạng khớp, ăn nhai, và bác sĩ sẽ có cái sự điều chỉnh phù hợp. Ngoài ra thì bác sĩ cũng sẽ khuyến khích bạn là cứ 6 tháng chúng ta sẽ kiểm tra răng miệng một lần. Và tại sao chúng ta nên làm chụp bọc tại nha khoa Điền Cường? Vì một trong những yếu tố quyết định đó là thời gian làm chụp bọc diễn ra nhanh chóng, thường chỉ 2 đến 3 lần hẹn. Và trong một số trường hợp cần gấp thì bác sĩ Cường có thể thực hiện trong ngày được. Thứ hai thì yếu tố bác sĩ có tay nghề cao vững chắc và có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực nha khoa thẩm mỹ cũng vô cùng quan trọng. Thường là có rất nhiều nha khoa quảng cáo là có đội ngũ chuyên gia, nhưng mà thực tế ra thì khi mà các bạn được thăm khám, điều trị và được lên một cái phác đồ quy trình đầy đủ, việc thiết kế một bộ răng cũng giống như chúng ta thiết kế một ngôi nhà vậy, cần một cái sự chính xác và một sự lên từng chi tiết nhỏ để tránh ảnh hưởng lên cái cùi răng thật của chúng ta và để đảm bảo răng của chúng ta được bền vững một cách lâu dài. Và yếu tố thứ ba, tất nhiên rồi, là yếu tố công nghệ. Yếu tố sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái quá trình làm răng sứ thẩm mỹ chúng ta và sẽ ảnh hưởng đến cái kết quả, màu sắc và độ bền của răng sứ nữa. Và trên đây là câu trả lời bác sĩ Cường dành cho việc làm răng sứ thẩm mỹ thì sẽ hết thời gian là bao lâu. Và chúc các bạn trước khi mà ra quyết định làm chụp bọc răng, đặc biệt là trước khi ra quyết định làm răng sứ thẩm mỹ, thì hãy xem lại video này thật kỹ nhé. Và nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc làm răng sứ thẩm mỹ hoặc là bọc răng sứ thì hãy inbox bác sĩ Cường ngay ở đường link bên dưới. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào. Cơ sở 1 Dr. Cường Dental, 28 phố Gốm, Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội. Facebook Nha khoa Thẩm mỹ Dr. Cường. Điện thoại 0974 598 669. Cơ sở 2 Eco Dental, 150C Thủy Nguyên, khu đô thị Eco Park, Văn Giang, Hưng Yên. Facebook Nha khoa Eco Dental, Eco Park. Điện thoại 0965 485 669. Cơ sở 3 Ocean Dental, mặt trong tòa S208, Vinhomes Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội. Facebook Nha khoa Ocean, Vinhomes Ocean Park. Số điện thoại 0968 888 105. Website dcdental.com.